Tối ngày 10 tháng 5, tổ kiểm tra liên ngành của Ủy ban Nhân dân phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường 7, quận Gò Vấp tiến hành kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh đang tạm dừng hoạt động trên địa bàn tại quán cà phê 84 Hà Nội, đường số 1, khu dân cư Cityland và quán Gia Gia Coffee and Beer, đường Phạm Huy Thông. Phát hiện nhân viên khách hàng không đeo khẩu trang, quán lấn chiếm lòng lề đường. Tổ liên ngành đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với quán và xử phạt một số người không đeo khẩu trang. Trong tối ngày 10 tháng 5 và rạng sáng ngày 11 tháng 5, lực lượng đã kiểm tra xử lý với 4 quán có hành vi lấn chiếm lòng lề đường, tụ tập đông người và phát hiện một số người không đeo khẩu trang. Tổng số tiền xử phạt là 9,5 triệu đồng. Lực lượng cũng kiểm tra các cơ sở như quán karaoke, cơ sở massage, xông hơi và không phát hiện vi phạm. Ông Phạm Trung Kiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp về việc phòng chống dịch COVID-19, đơn vị đã xử phạt 9 trường hợp không đeo khẩu trang, phạt 15 cơ sở kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, tụ tập đông người, tổng số tiền xử phạt là 61 triệu đồng.